mới lại đến và Thu Hoàng xin được chúc quý độc giả của Tiếp Thị và Gia Đình sẽ có một tuần làm việc thật hiệu quả, thật vui vẻ. Quý vị hãy nhớ đón đọc Tiếp Thị Gia Đình vào mỗi sáng thứ hai nhé. Có lẽ gần tròn một năm rồi thì Thu Hằng mới lại có cơ hội được cộng tác chụp một tấm hình Việt cho Tiếp Thị và Gia Đình. Lần này là một ekip khác. Thế nhưng Thu Hằng nghĩ rằng là cái cảm giác mà khi mà chúng ta tất cả mọi ekip cùng làm việc với nhau thì Thu Hằng hy vọng rằng sẽ có được một sản phẩm thật là đẹp. Dự định sắp tới thì trong thời gian này mục tiêu lớn nhất của Thu Hằng đó chính là tập trung vào lĩnh vực MC. Thời gian vừa rồi có lẽ Thu Hằng đã tạm gián đoạn lại công việc catwalk modeling, công việc người mẫu, nhưng mà chỉ tập trung vào chụp hình thôi, shooting. Hiện tại thì Hằng đã có một chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu áo dài Việt Nam 2014 đường tới vương miện Hoa hậu thế giới. Đây cũng chính là một chương trình mà Hằng cũng đã rất tâm huyết, được phát sóng truyền hình trực tiếp tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV6. Hy vọng mọi người chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên VTV6 nhé.